Kính thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 5 năm 2014, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu, quý đồng hương ở các tiểu bang đã có mặt thật đông đảo tại Tòa Đại sứ Việt Cộng để biểu tình lên án sự khiếp nhược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh phóng sự sau. Quý đồng hương đến từ South Australia. Xin chào mừng quý đồng hương đến từ West Australia. Xin chào mừng quý đồng hương đến từ Queensland. Xin chào mừng quý đồng hương đến từ Wollongong. Xin chào mừng quý đồng hương đến từ New South Wales. Và xin cảm ơn quý đồng hương ở tại ACT đã đứng ra tổ chức cuộc biểu tình ngày hôm nay. Nhưng xin các bạn không được dùng cờ đỏ sao vàng, vì cờ đỏ sao vàng không phải là cờ Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng là cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước. Chúng ta chống lại kẻ bán nước, chúng ta không thể nào dùng cờ đỏ sao vàng được. Do chúng ta khắp nơi trên nước châu, từ Adelaide, Queensland, Perth sẽ tiếp tục biểu tình chống chính quyền. Xin welcome đặc biệt các cái đồng hương đến từ New South Wales, đến từ Victoria. Để phản đối Trung Cộng xâm lăng lãnh hải Việt Nam. Nhưng trước tiên, cho con xin xác nhận, kẻ thù lớn nhất của dân tộc Việt Nam là tập đoàn Hán Nô bán nước ở Hà Nội, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam! Đảng Cộng sản Việt Nam! Trung Cộng chỉ là kẻ thù thứ hai. Thưa quý ông bà, có kẻ bán nước mới có kẻ xâm lăng. Vì đã bán nước nên Hán Nô ngậm miệng im lặng khi Trung Cộng kéo giàn khoan vào sâu trong lãnh hải Việt Nam. Chủ quyền của Tổ quốc bị đe dọa nghiêm trọng mà chúng chỉ phản ứng lấy lệ. Khi tàu cảnh sát biển Việt Nam bị tấn công, chúng cũng hèn nhát, không dám lên tiếng. Đến khi lòng dân sôi sục, các cuộc biểu tình nổ ra, chúng mới tổ chức biểu tình cuội nhằm làm loãng đi không khí toàn dân chống xâm lăng. Đã đảo Hán Nô hèn với giặc ác với dân. Đã đảo. Đã đảo Hán Nô hèn với giặc ác với dân. Đã đảo. Tục ngữ có câu: quốc gia hưng vong, khất phu hữu trách. Mỗi người Việt chúng ta hãy đứng lên góp phần bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm bảo vệ lãnh hải Việt Nam. Quyết tâm. Quyết tâm bảo vệ lãnh hải Việt Nam. Quyết tâm. Sau đây, con xin có vài lời với cán bộ sứ quán. Chế độ các ông bà đang phục vụ là chế độ bán nước hại dân. Mới đây, khi Trung Cộng kéo giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam, vì đã bán nước nên các ông ngậm câm miệng, từ thủ tướng tới bộ trưởng. Nhà nước thì đớn hèn, không dám tố cáo kẻ xâm lăng, không làm tròn bổn phận giữ nước, bảo vệ dân. Mà khi người dân đứng lên cứu nước thì bị đàn áp, tù đầy. Nhà nước Hán Nô đã lộ rõ bộ mặt bán nước, không còn có thể bào chữa được nữa. Đã đảo Cộng sản bán nước! Đã đảo! Đã đảo Cộng sản bán nước! Đã đảo! Nếu các ông còn lương tri của người Việt Nam, còn lại chút lòng yêu nước, thì đừng tiếp tay cho Hán Nô bán nước nữa, mà hãy quay trở về với
tộc cùng góp tay với người dân đứng lên cứu nước. Đã đào về lũ hăng nu bán nước. Đã đào về lũ hăng nu bán nước. Đã đào. Con xin cảm ơn. Cơ đỏ bán nước. Cơ đỏ bán nước. Cơ đỏ bán nước. Đã đào cộng sản Việt Nam. Đã đào cộng sản Việt Nam. Đã đào. Đã đào cộng sản Việt Nam. Đã đào. Đã đào cộng sản Việt Nam. Đã đào. Thấy quý đồng hương đến tham dự cuộc biểu tình đã lên tới trên 3.000 người. Cuộc biểu tình được bắt đầu tại Tòa Đại sứ Việt Cộng lúc 10 giờ và kết thúc vào 4 giờ chiều cùng ngày tại Tòa Đại sứ Trung Cộng. Nam Hương và Hoài Phương xin kính chào quý vị khán giả. Để đại diện cho cái thế hệ mới đây nhất của chúng ta, thế hệ tương lai mà hy vọng rằng các cháu, các con sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh giặc tàu lan tràn trên quê hương ta như nhiệt sĩ Việt Thang phải nói, để các cháu sẽ không phải nhìn thấy quốc gia bị Việt Nam bị đô hộ lần thứ ba. Trong tinh thần đó, cháu Khánh Vân sẽ gửi đến quý vị bài nói chuyện của cháu bằng tiếng Việt. Lát nữa đây qua Tòa Đại sứ Tàu Cộng, cháu sẽ nói bằng tiếng Anh. Chú xin quý vị cho một tràng tấu tay để chào đón bé Khánh Vân. Đến từ Melbourne, dạ. Thưa quý ông bà, cô bác và anh chị, hôm nay chúng ta quy tụ tại đây để phản đối Trung Cộng xâm lăng lãnh hải Việt Nam. Nhưng trước tiên, cho con xin xác nhận, kẻ thù lớn nhất của dân tộc Việt Nam là tập đoàn Hán Nô bán nước ở Hà Nội. Đúng. Tức là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã đảo Cộng sản Việt Nam. Đã đảo. Đã đảo Cộng sản Việt Nam. Đã đảo. Trung Cộng chỉ là kẻ thù thứ hai. Thưa quý ông bà, có kẻ bán nước mới có kẻ xâm lăng. Vì đã bán nước nên Hán Nô ngậm miệng im lặng khi Trung Cộng kéo giàn khoan vào sâu trong lãnh hải Việt Nam. Chủ quyền của Tổ quốc bị đe dọa nghiêm trọng mà chúng chỉ phản ứng lấy lệ. Khi tàu cảnh sát biển Việt Nam bị tấn công, chúng cũng hèn nhát, không dám lên tiếng. Đến khi lòng dân sôi sục, các cuộc biểu tình nổ ra, chúng mới tổ chức biểu tình cụi nhằm làm loãng đi không khí toàn dân chống xâm lăng. Đã đảo Hán Nô hèn với giặc ác với dân. Đã đảo. Đã đảo Hán Nô hèn với giặc ác với dân. Đã đảo. Những kẻ cầm quyền Việt Nam thì đớn hèn như thế, nhưng dân Việt chúng ta thì không. Chúng ta quyết đứng lên bảo vệ đất nước. Tục ngữ có câu: quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Mỗi người Việt chúng ta hãy đứng lên góp phần bảo vệ Tổ quốc. Quyết tâm bảo vệ lãnh hải Việt Nam. Quyết tâm. Quyết tâm bảo vệ lãnh hải Việt Nam. Quyết tâm.
đây, con xin có vài lời với cán bộ sứ quán. Các ông bà trong sứ quán, chế độ các ông bà đang phục vụ là chế độ bán nước hại dân. Đúng vậy. Mới đây khi Trung Cộng kéo giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam, vì đã bán nước nên các ông ngậm câm miệng, từ thủ tướng tới bộ trưởng. Nhà nước thì đớn hèn, không dám tố cáo kẻ xâm lăng, không làm tròn bổn phận giữ nước, bảo vệ dân. Mà khi người dân đứng lên cứu nước thì bị đàn áp, tù đầy. Nhà nước Hán Nô đã lộ rõ bộ mặt bán nước, không còn có thể bào chữa được nữa. Đã đảo Cộng sản bán nước! Đã đảo! Đã đảo Cộng sản bán nước! Đã đảo! Nếu các ông còn lương tri của người Việt Nam, còn lại chút lòng yêu nước, thì đừng tiếp tay cho Hán Nô bán nước nữa, mà hãy quay trở về với dân tộc, cùng góp tay với người dân đứng lên cứu nước. Đã đảo bè lũ Hán Nô bán nước! Đã đảo! Đã đảo bè lũ Hán Nô bán nước! Đã đảo! Con xin cảm ơn. Well done con. Chúng ta có quyền hãnh diện. Đó là cái suy nghĩ của một em bé. Nhưng những cái tên đầu sỏ, những cái tên gọi là lãnh đạo đất nước ngày hôm nay không đáng được một phần nhỏ. Bởi vì chúng hèn còn, chúng ta không còn cái danh từ để nói nữa.